cả anh em nha. Thì nói chung là hôm nay thì Nam cũng đang ghé lại miếng vườn trồng sầu riêng Moskin. Thì hôm nay thì nói chung là cây nó phát triển cũng khá là ok. Thì nhưng mà nói chung là Moskin đó thì nó ok lắm, trồng thì phát triển ok, nhưng mà có một số cái vấn đề cần phải lưu ý cho anh mượn cái kéo ơi. Cần phải lưu ý là gì? Lưu ý là khi mà hồi lúc nhỏ đó trồng cái cây Moskin này nè, trồng là cái kỹ thuật nó chưa có vững cho cái cây. Đây quý bà con nông dân mình thấy nè, thứ nhất á, trồng á, ngày xưa á, trồng á, lúc mà trồng á, thì đây là một cái gọi là cái sai lầm nghiêm trọng. Khi mà hồi xưa trồng á là chừa lại cái bầu như thế này, đây chừa lại nè, chừa lại cái bọc nè, là cái nhất nè. Cái thứ hai nữa là cái gì? Trồng á, trồng hơi cạn. Đây trồng mà chừa lại cái cù hũ rễ lên tới trên đây nè, nửa bầu của một cây Moskin. Đây là cái sai lầm cái thứ hai. Cái thứ ba á, là trồng cái cây Moskin á, là trồng á, là lúc mà mình trồng không có đứng được cái cây Moskin. Đây quý bà con nông dân mình thấy nè, cái cây Moskin hiện tại giờ nó đang ngã nè, thấy chưa? Nó đang ngã theo một cái chiều hướng nghiêng qua một bên đó. Đó là cái mà gọi là cái khâu mà kỹ thuật trồng và chăm sóc là nó hơi yếu nè. Là cái vấn đề là gì? Là trồng á, chừa lại cái bầu sầu riêng mà trồng chừa lại nhiêu nè, rồi bắt đầu gió lắc lư cái cây sầu riêng nè, nó không có đứng được cái cây sầu riêng nè, là làm cho cái cây sầu riêng mình nó bị lỏng gốc nè đó. Còn bây giờ á, đối với trường hợp như cây sầu riêng này á, Moskin này á, thì mình làm như thế nào? Thì giờ chủ yếu là cái cây Moskin này mình sẽ phát cỏ ra xong rồi quay ngang, bắt đầu mình sẽ tiến hành ốp đất lên cho cái cây Moskin cho nó đủ đất ăn. Tại vì sao? Tại vì hiện tại giờ là do trồng cái cây Moskin này á, nó quá gần, nó bị gọi là thiếu đất nè, lẫm cái gốc nè, lung đưa nè, thấy không? Đó bây giờ mình cần phải ốp đất lên cho nó ngay chỗ cái cù hũ rễ của cái cây sầu riêng Moskin nè. Đó, tại cây Moskin nó mà trồng kiểu này là nó sau này á, mang trái gì đi thì nó cũng bị nghiêng ngã cái gốc nè. Nè, cầm cái kéo quay. Ốp đất lên nè, dục đất lên. Mình ốp á, ở đây á là gì? Mình không có ốp sâu nha mọi người ạ. Mình không ốp sâu được, nếu mà trường hợp mình ốp sâu á là nó sẽ bị ngập rễ của cái cây sầu riêng. Bắt buộc ở đây là mình ốp gì? Mình ốp dừa thôi, mình ốp dừa phải thôi, ngay chỗ cái cụ hũ rễ này, ốp dừa cho cái cây mình thôi, đừng có ốp sâu quá. Đó, giờ là trồng cây sầu riêng nè, hết xéo xẹo nè, thấy không? Cái mà gọi thất bại đó, đúng ra mình trồng cây sầu riêng mình phải trồng cho nó ngay. Đó.
phải ốp lại. Tại vì cái khâu kỹ thuật ngày trước á, là cái người trồng á chừa lại một khúc như thế này thì nó làm cho cái bộ rễ sầu riêng mình nó sẽ động. Còn bây giờ Nam đã thêm đất vô nè, Nam thêm vô rồi đó, cho cây sầu riêng nó sẽ cứng lại để sau này nó không có động cái cây của mình. Như cái hàng lại đây nè, cây nè. Nào quý con nông dân mình coi nè, đây trồng cái cây sầu riêng là lúc nhỏ nè, còn trồng một khúc vậy nè, cái rễ sầu riêng nằm trên đây nè là nó khô luôn nè đó, thiếu đất ăn trầm trọng luôn nè, thấy chưa. Bây giờ là phải môi ra, phải môi lên nè, lấy cỏ gác ra nè, làm cỏ gác ra xong rồi bắt đầu mình sẽ ốp đất vô thêm, chứ không chịu là quay ngang bắt đầu thiếu đất ăn. Đó. Rồi ốp vô nè. Để gì? Để cho cái sầu riêng mình nó sẽ cứng cáp lên nè. Mình ốp ở đây á, mình chỉ ốp mô phỏng cho mọi người xem thôi. Còn ở đây để gì ốp, đợt này là mình ốp ở dưới đây luôn nè. Mình ốp dài dưới đây luôn, đừng cho cái bầu sầu riêng cho nó đủ đất ăn. Để không chịu cây sầu riêng Mosekin nó không đủ đất ăn á, nó sẽ chậm phát triển cực kỳ. Nè mọi quý bà con nông dân mình thấy không? Cây sầu riêng Mosekin. Đó. Nó phát triển nè. Mình phải ốp đất thêm vô. Hàng năm mình phải ốp đất thêm vô thì cái cây sầu riêng Mosekin nó phát triển được. Và thứ hai nữa là cái khúc mà giai đoạn trồng nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta trồng sai kỹ thuật thì cái cây sầu riêng nó hậu quả về sau này, chứ không phải là trước mắt mình đã thấy vậy. Nhưng mà sau này khoảng 4-5 năm đi, mình sẽ thấy nó là gì? Nó đung đưa. Cái cây sầu riêng nó mang trái nó sẽ nặng. Bắt đầu nó sẽ quơ cái gốc sầu riêng của mình. Tại sao nó lỏng gốc ở dưới mà bắt buộc là mình phải ốp đất vô thêm. Nó lại vậy. Như quý con nông dân mình thấy không? Bây giờ nè, ốp đất vô thêm là cái cây sầu riêng nó cứng cáp lại nè. Khi mà nữa bắt đầu ốp đất xương vô, ốp đất vô, xong rồi bắt đầu cây sầu riêng bắt đầu nó bắt bù rễ ra, nó ăn là cây nó sẽ cứng rất là nhiều. Với hai nữa thì đưa mọi người kéo mấy đứa. Hai nữa là đặc biệt á, cái cây sầu riêng Mosekin này nè. Tại sao á mà sau này á thường á cây sầu riêng Mosekin trái nó ít á, thì do cái nguyên lý là gì? Hầu như nhánh sầu riêng Mosekin nó chỉ đi phướng sừng trâu lên, thì nó làm cho cái vấn đề là sau này á cái lượng mà trái của chúng ta nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó thì bởi vì ra là gì? Sầu riêng Mosekin chúng ta cần phải tạo tàn tạo tán lúc mà cây tầm khoảng từ 1 năm rưỡi là bắt đầu chúng ta sẽ tỉa cành tạo tàn tạo tán cho cái cây sầu riêng Mosekin, để cho cái cây sầu riêng Mosekin đó khi mà chúng ta tạo tàn nó sớm á thì cái nhánh cái này đi, như chẳng hạn nè, cái nhánh cái nè nó đi ngang gì nè thì sau này nó mới mang trái dưới đây được cho chúng ta. Còn đối với trường hợp mà nhánh sừng trâu á, là cái nhánh mà nó phướng lên gì nè, nó phướng lên gì là cái cây sầu riêng Mosekin nó sẽ ít cái lượng trái. Đó là cái mà bà con nông dân mình cần lưu ý về cái vấn đề mà tạo tàn tạo tán cho sầu riêng Mosekin. Tại sao mà nói là Mosekin nó trồng á cái lượng trái nó sẽ ít hơn thằng Y6 hay là mỏng thon? Đúng. Nếu mà bà con nông dân mình không tạo tàn tạo tán cho nó sớm thì sau này tàn là nhánh phướng không, hay là còn gọi là nhánh sừng trâu, thì sau này cái lượng trái nó ra rất là ít. Bởi vì ra là chúng ta cần phải quyết liệt cho cái cây Mosekin thì sau này nó mới có được cái lượng tàn, thì cái lượng tàn mà nó vững rồi á thì cái cây Mosekin này á nó mới mang trái cho mình được nhiều. Nó lại vậy.
quý con nông dân mình nè, thấy không? Lá đó, rất là đẹp, mình mở mở luôn, nhưng mà mình phải ốp đất vô thêm nè đó, để cho nó phát triển nhanh lên. Rồi, thôi nói chung là một số lưu ý khi bà con nông dân mình chăm sóc cây sầu riêng Moschkin. Còn nếu mà trường hợp mà để muốn cho nó phát triển bộ rễ ra nhanh, thì quý con nông dân của mình có thể là mình lấy cái xô ghe humid, mình cộng với caco kẽm, mình tưới cho nó. Rồi đúng cỡ khoảng 1 tháng 10 ngày thì mình sẽ giải phân hữu cơ vi sinh 007 và Bumax ra băng một lần, để giúp cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó đi đọt rất là nhanh. Đó, ngoài ra thì khi mà giải phân xong rồi thì chúng ta sẽ hỗ trợ thêm những cái dòng hoa lá như là giọt đọt sầu riêng nè, 30-10-10, amino combi 79, cộng với thuốc sâu và thuốc gầy chúng ta phun để kéo cái lượng đọt ra. Khi chúng ta giải phân xong rồi khoảng 7 cho đến 10 ngày sau thì chúng ta hãy phun cái dưỡng đọt nha, để cho nó hiệu quả cao hơn. Thôi, Nam kết thúc video nha mọi người. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam. Mọi thắc mắc thì hãy liên hệ vào số điện thoại của Nam nha.